Hello, hello. Xin chào các bạn. Đến đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi và man oh man chúng ta vừa chứng kiến một cái nến rất là đỏ các bạn. Từ cái mức là 23.400 đô mà kết thúc ở cái mức là 22.159 và cái mức thấp nhất trong giờ một giờ qua là ở mức là 21.997 các bạn có phải đây là cái đợt điều chỉnh mà nhiều bạn mong đợi hay là không hay là chúng ta đang có thông tin gì lớn đây là điều mà tôi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay và chúng ta thật ra hôm nay đó có rất nhiều những cái tin tức phết các bạn đầu tiên hết thì các bạn nên hiểu cái từ phết là cái từ viết tắt của chữ fear uncertainty and doubt có nghĩa là cái thông tin mà gây các bạn cái cảm giác đó chính là sợ hãi, không chắc chắn và có sự nghi ngờ chứ không phải là tin tức phế từ tin tức uh, giả các bạn. Có nhiều bạn thì hay lầm lẫn cái đó. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin gây ra cái cảm giác. Post và Thùng sẽ chia sẻ tất cả những tài liệu đó với các bạn cũng như là chúng ta cũng uh, nên tìm hiểu những cái sự kiện lớn gì đang xảy ra đối với lại BTC. Nhưng mà trước hết á, thì các bạn thì được là với cái sự giảm giá này có phải chúng ta đã thấy một cái đợt điều chỉnh như nhiều bạn mong đợi hay không? Tại vì các bạn đã nhớ là từ đầu năm tới bây giờ đó, thì giá BTC đã tăng rất là nhanh các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thời điểm đầu năm nay đó lúc đó giá BTC chỉ khoảng chừng là 16.000 đô mà thôi sau đó đã có sự tăng trưởng không ngừng nghỉ cho đến cái lúc mà chúng ta lên được tới khoảng chừng là 25.000 đô thì tới thời điểm bây giờ đó chúng ta vẫn thực sự chưa thấy một cái đợt điều chỉnh nào gọi là sâu hết tới thời điểm bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào cái mức cao nhất gần đây đó chính là 25.300 đô và chúng ta thấy được là cái mức hiện bây giờ là ở cái uh, mức là 22.353 thì chúng ta thấy được là giá BTC điều chỉnh khoảng chừng là 11%. 11% cũng không phải là sâu lắm các bạn. Chúng ta đã từng thấy BTC giảm xuống tới mức là 21.358 cái tiền không lâu. Đó chính là ngày 13 tháng 2 và sau đó thì chúng ta thấy được BTC lại đi ngược trở lên tới cái mức là 25.000 đô là cách đó 3 ngày ngày 16 tháng 2 nhưng bây giờ thì giá BTC đã sau khi mà xuống tới cái mức là 21.986 thì đã có một cái sự phục nhẹ trở lại ở mức là 22.352. Dựa theo tài liệu trên Class Note thì chúng ta thấy được là có một số động thái là có những nhà đầu tư họ đẩy những cái stable coin lên sàn thường đó là cái động thái đẩy stable coin lên để thu mua BTC. Và ngày hôm nay đây chúng ta có một cái sự kiện lớn mà thường đã từng chia sẻ với các bạn ngày hôm qua chi tiết hơn rồi Đó chính là cái sự kiện liên quan tới hợp đồng BTC Option đáo hạn Và chúng ta có hợp đồng đáo hạn thứ sáu tuần này nhưng mà thật ra đó là thứ sáu 8 giờ sáng tính theo giờ UTC chúng ta có 710 triệu đô la lệnh sẽ đáo hạn và các bạn đã nhớ là cái điểm max pay đó là 23.500 đô và 8 giờ sáng như UTC ngày 3 tháng 3 có nghĩa là mấy giờ Việt Nam có nghĩa là 3 giờ chiều ngày hôm nay Việt Nam khi các bạn xem video này thì có thể là đã hết hạn rồi tính theo giờ Cali là 12 giờ khuya ngày hôm nay còn các bạn nào mà ở New York thì là 3 giờ sáng và để tóm tắt lại đó thì các bạn đã nhớ là Thuần đã chia sẻ cái thông tin uh, liên quan đến là cái mức giá nào thì uh, những người mà có lệnh option sẽ ra sao. Thì các bạn thấy được là cái mức giá bây giờ đó ở mức là 22.358 có nghĩa chúng ta đã ở cái phần này. Cái phần này đó là giá BDC ở mức là 22.000 tới 22.500 đô thì trong phạm vi này để chúng ta có khoảng chừng là 700 lệnh call, lệnh call nghĩa là quyền được mua các bạn, nghĩa là những người này là bullish, còn uh, lệnh put nghĩa là quyền được bán, nghĩa là những người này là bearish là 6.200 lệnh thì chúng ta có rất nhiều những cái uh, lệnh put ở cái mức này, nghĩa là cây bên bearish uh, đang nắm phần thắng các bạn và hiện bây giờ đó nếu như chúng ta kết thúc ở cái mức này trong phạm vi khoảng chừng là 3 giờ chiều Việt Nam đó thì các bạn sẽ thấy được là cái bên put sẽ lời khoảng chừng là 120 triệu. Và các bạn hãy nhớ là cái điểm max pen đó là 23.500 đô Có nghĩa là nếu như BTC ở cái phạm vi là từ 23.000 tới 24.000 đó Thì lúc đó chúng ta thì được là có cái sự cân bằng giữa cả hai bên Và lúc đó phần lớn option sẽ đáo hạn và coi như là không có giá trị Đó là cái lúc mà những người bán option sẽ có lợi nhiều nhất Bây giờ thì không phải các bạn, bây giờ thì các bạn thì được là trước lúc đáo hạn và tiếng đồng hồ thì lại có một cái lực à, đẩy xuống và muốn giữ ở cái mức này để cái bên mà đánh xuống nó hiệu đơn giản là gì có một phần lời và chúng ta vẫn còn vài tiếng đồng hồ nữa để xem coi là tới đó giá cả sẽ ra sao và các bạn thấy được là cái à, sự giảm giá này đó cũng liên quan đến là chúng ta có một số những cái à, lệnh long bị thanh lý chi tiết hơn đó là trong cái lúc mà giá đi xuống thì trong một thời gian ngắn mà thôi có thể à, thường nhớ lúc đó là khoảng chừng 15 phút hay là 30 phút gì đó đã có 204 triệu đô la lệnh bị thanh lý rồi các bạn. Con số rất là nhiều trong thời gian ngắn. Tuy là các bạn nhìn cả ngày đó, lúc đó thường chụp lại hình này thì cả ngày con số cũng không có nhiều các bạn. 24 giờ mà chỉ có 249 triệu lệnh bị thanh lý mà thôi thì không phải là một con số nhiều khi như chúng ta so sánh với những ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý, có thể lên tới là 1 tỷ, 2 tỷ. À, con số này đó không có nhiều nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào thời gian ngắn 15 30 phút đó thì cái số lượng lệnh bị thanh lý rất là nhiều luôn. Thì bây giờ thì cái lực thanh lý đã giảm rất nhiều rồi Các bạn thấy được là sau khi chúng ta có một thời gian ngắn nhiều lệnh bị thanh lý đó Thì trong vòng một giờ qua chúng ta đã trả cho về khoảng chừng 2 triệu đô la lệnh bị thanh lý ở thời điểm này Và đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến là các bạn thấy chúng ta có một cái thanh màu đỏ dài như vậy và nhanh như vậy Tại vì chúng ta thấy được giá bị đẩy xuống sau đó dẫn đến một số lượng người bị thanh lý khi mà họ có định lon Dẫn đến là giá lại đi xuống thêm nữa Và đương nhiên không chỉ riêng BTC rồi các bạn thấy được là phần lớn cái đồng đều đi xuống nhé hôm nay BTC thì giảm 4.7% so với cái giá của ngày hôm qua Ethereum thì cũng giảm phần trăm tương tự BNB thì đỡ một chút giảm 3% XRP cũng tương tự giảm khoảng chừng là 3.8% OKB cũng như vậy, Cardano giảm rất là nhiều các bạn, giảm 6.9%, nhiều hơn những cái đồng còn lại. Polygon thì giảm 5.8% và Dogecoin giảm 7%. Những đồng lớn thì đều đi cùng xu hướng với BTC. Và các bạn thì được là nếu nói tới trong cái top 100 này đó đồng nào mà có sự tăng trưởng ngày hôm nay thì hầu như không có các bạn. Cái đồng mà có sự tăng trưởng ngày hôm nay đó là đồng Gemini Dollar, có nghĩa là đồng ổn định của sàn Gemini tăng 1.4%, đồng mà xuống nhiều nhất trong tháng 100 ngày hôm nay. Chúng ta có ba đồng, chúng ta có đồng Singularity.net, uh, chúng ta có Stacks uh, và chúng ta có đồng uh, Clayton. Cái ba đồng này đó thì xuống khoảng chừng là 13 cho đến 14% các bạn nhưng mà các bạn thấy được là singularity.net đã tăng rất là nhiều gần đây rồi và thậm chí trong vòng 7 ngày qua đó thì vẫn tăng 11.8% mặc dù hôm nay đã có 14% giảm rồi. Và ngoại trừ thông tin liên quan tới nhiều định đo mà thanh lý, hợp đồng hết hạn thì chúng ta thực ra có rất nhiều những cái thông tin xấu ngày hôm nay và chúng ta được là những đồng ở trong crypto đó thì trong dòng thâu 100 này cái đồng xuống nhiều nhất đó là xuống 14% nhưng mà ở trong thị chứng khoán đó thì chúng ta có một chứng khoán hôm nay xuống rất là nhiều liên quan đến crypto đó chính là ngân hàng Silvergate và thường cũng đã từng chia sẻ ngày hôm qua với các bạn cũng như là gần đây chúng ta cũng nói một số thông tin liên quan đến Silvergate hôm nay lại có thêm nhiều thông tin nữa các bạn được là hôm nay đã sau khi mà mở cửa thì các bạn thấy được là Silvergate đã giảm một con số rất là kinh khủng. Kết thúc hôm nay đó Silvergate cổ phiếu của họ đã giảm 57%, các bạn gần như là 58% trong vòng một ngày. Con số giảm cực kỳ kinh khủng luôn. Thì tại sao vậy? Các bạn đã nhớ là Silvergate họ nói là họ có thể lỗ rất là nhiều. Cho nên họ đã nạp đơn cho SEC nói là họ cần thêm thời gian để mà tính cái số lỗ của họ trước khi mà họ khai cái tờ là 10k mỗi một năm đó thì những công ty mà trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ cần phải khai cái form gọi là 10k và năm nay đó thì Sbergi nói họ sẽ bị trì hoãn tại vì họ lỗ nhiều đến nỗi họ cần thời gian để mà tính toán và có phải chỉ vì là họ lỗ mà nhiều người lo lắng hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn tôi nghĩ là ai cũng nghĩ là Sbergi sẽ báo lỗ tại vì họ cung cấp dịch vụ cho những cái công ty trong thị trường crypto này và năm ngoái là một năm mà cực kỳ xấu và các bạn cũng thấy được là có một số đối tác của họ đã coi như là xong rồi, đã khai bởi phá sản, cho nên lỗ là điều mà ai cũng hiểu. Nhưng mà ngoại trừ điều đó ra đó, thì các bạn thấy được là sáng ngày hôm nay chúng ta có một cái thông tin là Coinbase Prime, thì Coinbase Prime đó là cái bộ phận của Coinbase uh, cung cấp dịch vụ chuyên tổ chức đầu tư. Còn Coinbase Exchange là sàn mà nhiều người sử dụng Hai cái này là hai đơn vị khác nhau của Coinbase Nhưng mà Coinbase Prime đó là cái đơn vị mà sử dụng ngân hàng Silvergate Và họ đã ra thông báo với tất cả những khách hàng của họ Là họ sẽ không có tiếp tục sử dụng ngân hàng này nữa Họ sẽ không tiếp tục nhận tiền gửi đến từ ngân hàng này Hay là gửi từ Coinbase về ngân hàng này Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ chấm dứt quan hệ với ngân hàng Silvergate à, Và Coinbase Prime họ nói là họ sẽ chuyển qua sử dụng một ngân hàng khác Cũng rất có thiện cảm với crypto Đó chính là Signature Bank Tại sao mà Coinbase Coinbase Prime lại ra quyết định này Họ nói là với những tình hình ở đây đó thì họ cần phải thận trọng hơn Nếu như các bạn là người sử dụng sàn Coinbase thì các bạn có nên lo lắng hay không Thì nếu các bạn là người sử dụng sàn Coinbase thì thông tin này thật sự là không có liên quan đến các bạn Chỉ liên quan đến những người nào mà sử dụng Coinbase Prime Có nghĩa là các bạn là một tổ chức đầu tư mà đang sử dụng Coinbase Mà các bạn uh, sử dụng ngân hàng Silvergate để mà gửi tiền đến Coinbase Thì các bạn cần phải đổi qua một ngân hàng khác Chứ còn những người bình thường như là thùng và nhiều bạn thì thông tin này cũng không có ảnh hưởng đâu nhưng mà mà điều mà các bạn cần nên hiểu đây đó là Coinbase ra quyết định này là tại vì họ nghĩ là có khả năng Silvergate sẽ không tiếp tục tồn tại sau này. Và lỡ như mà Silvergate bị phá sản đó thì Coinbase không muốn chính nhật vào vụ đó. Đây là một cái uh, động thái muốn tách rời, có một khoảng cách giữa ngân hàng Silvergate và Coinbase. Thêm vào đó nữa đó, các bạn đã thấy được là Coinbase Prime nói là họ sẽ chuyển qua sử dụng Signature Bank. Thì có thể là Signature Bank... Uh, có cái uh, sự hỗ trợ tốt với lại Coinbase tại vì gần đây các bạn đã nhớ là sàn Binance uh, đã ngưng không có tiếp tục hoạt động với Signature Bank nữa tại vì uh, Signature Bank đòi hỏi một cái số tiền lớn À, mỗi lần mà di chuyển chứ nếu như di chuyển cái số lượng nhỏ Hình như dưới 100 000 đô họ sẽ không hỗ trợ thì à, uh, tôi cũng hiểu tại sao mà Coinbase Prime sử dụng Signature Bank tại vì đây là cái dịch vụ riêng tổ chức đầu tư thì mỗi lần họ gửi tiền tới Coinbase thì đương nhiên không phải là gửi một hai ngàn đô rồi các bạn có thể là họ gửi tới mấy triệu đô la cho nên Signature Bank có thể là một sự chọn tốt đối với họ hy vọng là như vậy nhưng mà điều chúng ta nhận thấy được là Coinbase uh, đã muốn có khoảng cách với lại Silvergate và Coinbase không phải là công ty duy nhất muốn có khoảng cách với Silvergate đâu các bạn các bạn uh, thấy được là Silvergate là một trong những ngân hàng cung cấp rất nhiều dịch vụ cho nhiều những sàn giao dịch và những công ty trong thị crypto này và Combi chỉ là một những công ty đó mà thôi và Combi là công ty mới nhất ra thông báo là họ sẽ ngừng không làm việc với CBG nữa nhưng mà gần đây các bạn thấy chúng ta có những cái công ty khác như là Taxo Crypto.com, Gemini, Bitstamp, Circle tất cả những công ty này đã trước đây là sử dụng ngân hàng CBG họ cũng đã ra thông báo là họ sẽ ngừng không có tiếp tục sử dụng silver giấy nữa Ngoài ra, những công ty đề ra chúng ta có Galaxy Digital của Mike Novoraz là một công ty đầu tư và CBOE Digital bộ phận tiền điện tử của CBOE hai cái công ty này cũng sử dụng Silvergate và họ cũng đã ra thông báo họ sẽ ngưng không tiếp tục sử dụng nữa và còn một sàn đó họ không ra thông báo nhưng mà họ cũng không cần ra thông báo đó các bạn đó chính là FTX tại vì FTX bây giờ đang khai báo phá sản thì đương nhiên đã không còn là khách hàng của Silvergate nữa trong tất cả những công ty này thì bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất một sàn mà chưa có lên tiếng đó là Kraken và thuận vừa lên trên trang web của Kraken đó, thì họ vẫn nói là họ sử dụng Silvergate Bank À, chúng ta cũng chưa hiểu rõ là Kraken có ý định tương tự những cái sàn khác hay không Tại vì à, bây giờ đã nhiều sàn họ muốn có sự khoảng cách với là Silvergate Thì Kraken thường nghĩ là cũng sẽ muốn điều đó nhưng mà vẫn chưa lên tiếng hiện bây giờ Nếu như chúng ta nói tới cái sự ảnh hưởng của Silvergate à, Thì các bạn thấy được là nếu các bạn lo sợ Silvergate phá sản, ảnh hưởng đến những công ty crypto đó thì các bạn đã thấy được là điều mà các bạn thấy Silvergate chưa phá sản thì những công ty này họ đã tách rời ra khỏi Silvergate rồi và đương nhiên những sàn này bây giờ vẫn đang hoạt động Crypto.com, Gemini, Bitstamp họ cũng không có gặp một cái vấn đề gì hiện bây giờ cho nên nếu như các bạn lo lắng điều đó đó thì có thể là cái sự lo lắng đó nó hơi nhiều so với lại sự thật còn về Silvergate có thể sống sót qua đợt này được hay không đó thì chúng ta vẫn chờ đợi xem là họ sẽ khai lỗ bao nhiêu và chúng ta cũng đang nhớ đó là Silvergate cũng là ngân hàng mà đã cho Michael Strategy vay mượn và đã vay mượn con số tiền là 205 triệu đô la. Cái mà Thùng đã từng chia sẻ với các bạn đó là mới đầu đó các bạn thấy được là Michael Saylor của Michael Strategy bắt đầu thu mua BTC lưu cho nhân ngân khố à, của công ty thì lúc đó ai cũng hoang hô và hoan nghênh hết nhưng mà càng ngày thì các bạn thấy được là Michael Saylor đó càng có những động thái khiến cho nhiều người khó hiểu. Công ty Michael Strachey kinh doanh xong rồi lấy tiền để mà đi mua BTC thì không nói đi mà các bạn thì được gần đây Michael Saylor đã chuyển qua là không những lấy hết tiền công ty đi mua mà còn đi vay mượn nữa à, và vay mượn con số là 205 triệu dùng BTC làm thế chấp à, để mà vay mượn con số tiền này đến từ ngân hàng Silvergate à, thì các bạn đã biết là thường không có đồng ý với việc là đi vay mượn đi đầu tư nhưng mà cái mối lo lắng bây giờ đó là ở chỗ là công ty Silvergate nhìn như là đang gặp vấn đề liên quan tới tiền bạc điều này có dẫn đến là cái số nợ 205 triệu này sẽ được đòi trước kỳ hạn hay là không à, thì đó là một trong những cái tin đồn cái ngày hôm nay nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là Michael Strategy cũng đã lên tiếng trên Twitter nói là các phần 205 triệu này đó thứ nhất à, là tới quý 1 năm 2025 thì à, mới hết hạn và họ sẽ không cần phải trả trước thời hạn. Cho dù là ngân hàng Silvergate chấp vấn đề về thanh khoản thì họ cũng không cần phải trả trước. Còn với cái số lượng BTC mà họ dùng để thế chấp đó thì có phải là Silvergate đang lưu trữ hay không? thì à, Michael chỉ nói là không. Đó là được lưu trữ bởi một công ty thứ ba chứ không phải là lưu trữ bởi Silvergate. À, cho nên trên căn bản Silvergate cũng không có thể nào mà sử dụng cái số lượng BTC đó. Điều này cũng làm cho mọi người nhẹ nhõm hơn các bạn, tại vì đây là cái à, thông tin mà làm cho nhiều người lo lắng cả ngày hôm nay và đương nhiên nhiều người đó thì cũng muốn biết là Silvergate có tự lưu trữ crypto hay không tại vì trong trường hợp này các bạn thấy được là bây giờ công ty này đã tương lai cũng không biết ra sao luôn các bạn trong khi mà các bạn thấy là tất cả những đối tác của họ ngoại trừ Kraken thì đều coi như là ngưng hoạt động với họ rồi thì công ty này đó tương lai còn đâu nữa thì nếu như vậy đó họ có phải sẽ bán crypto chúng ta hay không thì thuận cũng đã dùng nhiều thời gian để mà tìm hiểu và cho đến bây giờ chúng ta cũng không có bất cứ một thông tin gì cho thấy là Silvergate là một ngân hàng tự lưu trữ crypto. Bây giờ thì coi như là cái khả năng đó là không có cho đến khi nào mà có thông tin cho chia sẻ với các bạn. Và ngoại trừ cái việc là ngân hàng Silvergate đang bị thua lỗ ra đó thì các bạn chắc cũng đã nhớ là Silvergate thì cũng đang bị điều tra các bạn và chi tiết hơn đó là DOJ có nghĩa là Bộ Tư pháp đã bắt đầu mở một cuộc điều tra và cuộc điều tra này thực sự là liên quan tới sàn FTX và là Mida nhưng mà lại dính dáng đến ngân hàng Silvergate. Tại sao vậy? Ai gì các bạn nên biết là Silvergate là ngân hàng mà cho FTX vay mượn, cho nên đây mới là cái lý do dẫn đến là sau khi FTX khai phá sản đó, Silvergate thành một chủ nợ và họ đã mất một số tiền lớn dẫn đến là họ sa thải 40% nhân viên. Và ngân hàng Silvergate cũng là ngân hàng cung cấp dịch vụ cho Alameda, Alameda sử dụng ngân hàng này. À, và lý do tại sao mà DOJ bộ tư pháp điều tra Silvergate thì bây giờ đó thì bộ tư pháp vẫn chưa nói là sẽ hay là sẽ khởi tố gì hết nhưng mà bộ tư pháp nói là khi mà CBG bắt đầu hoạt động với lại Alameda thì thời điểm đó là năm 2018 rồi sau đó sàn FTX mới bắt đầu hoạt động và các bạn đã biết là cái sự việc là người ta gửi tiền đến sàn FTX nhưng mà thật ra cái ngân hàng đó là thuộc về Alameda Cho nên cái số tiền trên căn bản là chưa bao giờ đến FTX Nó nằm ở Alameda Thì câu hỏi cho Silvergate đến từ bộ tư pháp là Silvergate có biết hay là không Có nghĩa là nếu như mà Silvergate đã, đã biết chuyện gì xảy ra rồi Đã biết là cái số tiền đó đã không thuộc về Alameda Nhưng mà cũng không lên tiếng Thì chẳng khác gì Silvergate cũng là đồng phạm Đó là cái điều mà bộ tư pháp muốn tìm hiểu ở đây nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy là bộ tư pháp có bất cứ một động thái gì à, liên quan tới cáo buộc là khởi tố Silvergate nhưng mà đương nhiên thông tin này à, dẫn đến nhiều người lo ngại cộng với lại Silvergate có thể đang gặp vấn đề về tiền bạc còn Silvergate có qua được cái à, cơn hoàng này này hay là không đó, thì cũng khó nói lắm các bạn tại vì các bạn đã biết là gần đây đó, thì đã có một số những quy đầu tư lớn châm vốn vào cho Silvergate sau khi mà họ bắt đầu gặp vấn đề về tài chính à, khoảng chừng cuối năm ngoái chúng ta có Citadel Securities à, họ đã báo cáo với TC là họ đầu tư vào ngân hàng Silvergate và đang giữ 5.5% cổ phần trị giá khoảng là 25 triệu USD. Chúng ta có quỹ Susquehanna cũng đã báo cáo họ đã mua khoảng chừng là 2.37 triệu cổ phiếu tương đương với 7.5% cổ phần của Silvergate là khoảng 35 triệu USD và các bạn thấy là BlackRock cũng là một trong nhà đầu tư và BlackRock đó họ đã đầu tư trước đó rồi và gần đây đó các bạn thấy được đây là cái thông tin được chia sẻ vào cuối tháng 1 của năm nay thì BlackRock đó họ nói là họ đã tiếp tục mua thêm cổ phần của CBJ Trước đây thì họ lưu trữ 5.9% cổ phần của công ty Bây giờ họ đang nắm giữ tới 7.2% cổ phần của công ty lẫn Thì với cái sự hậu thuẫn này đến từ những cái quỹ này đó Silvergate có qua được hay không thì tùy theo những công ty này bây giờ Nhìn thấy tình hình là CBJ đang mất đi nhiều khách hàng Thì những công ty này có thể cung cấp khách hàng mới cho họ hay là không Hay là có thể tiếp tục cung cấp tiền để họ vượt qua hay không thì chúng ta vẫn chưa biết chúng ta chỉ biết được là cái quỹ cho Soros là cái quỹ mà đang short ngân hàng Silvergate Bank và họ nắm giữ quyền chọn bán trị giá là 100.000 cổ phiếu thì uh, tôi nghĩ là cho bây giờ đang rất là vui và ba công ty kia thì uh, hiện bây giờ thường nghĩ là kiểu một ngày không có vui đâu các bạn một ngày mà cổ phiếu của CVA có thể giảm tới 58% như vậy giảm cực kỳ kinh khủng luôn và đây là cái uh, tin tức phết lớn nhất ngày hôm nay được nhiều người nói tới rồi chúng ta còn nhiều tin tức phết nữa các bạn các bạn đừng có lo hôm nay có nhiều lắm và chúng ta có một cái uh, bài viết được chia sẻ bởi CNBC bài viết viết này đó là liên quan tới sàn binance và chi tiết hơn là chúng ta có nghị sĩ đã lên tiếng đòi hỏi một số tài liệu đến từ sàn binance trong đó chúng ta có nghị sĩ Elizabeth Warren, chúng ta có nghị sĩ Chris Van Hollen, chúng ta có nghị sĩ Roger Marshall. thì cả ba nghị sĩ này um, họ đã lên tiếng đòi hỏi một số giấy tờ đến từ sàn Binance. Uh, họ đòi hỏi giấy tờ gì? thứ nhất là họ đòi hỏi giấy tờ kế toán của sàn Binance.com và Binance US. cả hai công ty này giao giấy tờ kế toán đến cho họ và giấy tờ này đã, đã phải bắt đầu từ năm 2017. rồi thêm vào đó đó, họ nói là họ cần phải có bản copy của quy định chống rửa tiền của sàn Binance và Binance US và cuối cùng à, là họ muốn có một cái giấy tờ rõ ràng về các mối quan hệ giữa sàn Binance.com và Binance US, có nghĩa là Binance các bạn sử dụng à, ở quốc tế và Binance ở Hoa Kỳ và họ đòi hỏi tất cả giấy tờ này phải nạp vào ngày 16 tháng 3 thì tại sao họ lại đòi hỏi những giấy tờ này? Họ nói là thứ nhất có một số những cái mối lo ngại liên quan đến Bộ Tư pháp để bắt đầu điều tra sàn Binance và CZ từ năm 2018 vì có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và liên quan tới việc là sàn Binance ta dùng để mà tránh những cái trừng trị kinh tế đến từ Hoa Kỳ. Đây là những nghi ngờ mà thôi các bạn, chỉ đến ngày hôm nay đó, như bài viết này đã nói rõ là bộ tư pháp chưa từng khởi tố Binance là CZ Nhưng mà đây cũng là một trong những cái mối lo ngại đến từ những cái nghị sĩ này Thứ nhì nữa đó là họ nói là sàn Binance trụ sở ở đâu thì bây giờ không có rõ ràng và đây là một cái điểm mờ ám của sàn Binance. Kế đó nữa đó là họ nói là cái mối quan hệ giữa Binance và Binance US ấy, lúc nào cũng nói là hai công ty khác nhau nhưng mà sau cái sự việc của sàn FTX và FTX US thì rất rõ ràng là khi mà sàn FTX gặp vấn đề thì sàn FTX US cũng gặp vấn đề luôn. Hai công ty này có mối quan hệ rất là mật thiết thì họ muốn biết là chắc chắn là Binance và Binance US là hai công ty hoàn toàn khác nhau chứ không có giống nhau và đây là những lý do mà họ nêu ra tại sao họ cần những tài liệu này à, để chứng minh là sàn binance và binance us hai công ty khác nhau và họ có những cái quy định chống rửa tiền cũng như là không có bất cứ một động thái nào liên quan tới việc là hỗ trợ những người trên sàn tránh cái sự chừng chỉ kinh tế đến từ hoa kỳ sàn binance thì cũng đã lên tiếng rồi cả hai bên luôn các bạn binance com thì nói là tuy là họ không phải là một công ty hoạt động ở hoa kỳ À, và họ cũng không có khách hàng nào ở Hoa Kỳ hiện tại nhưng mà họ cũng sẽ chấp nhận đề nghị này và sẽ giao tài liệu còn sàn Binance thì họ nói là đương nhiên họ là công ty ở Hoa Kỳ họ sẽ giao tài liệu này à, cho những nghị sĩ ở quốc hội à, và họ vẫn có lòng tin là họ có tất cả những cái quy định cần thiết để có thể chống lại rửa tiền và những cái giống như là chống lại việc mà ai đó sử dụng sàn Binance để mà tránh trừng trị kinh tế đến từ Hoa Kỳ đây là cái à, tin tức vết lớn thứ nhì tôi chia sẻ với các bạn